đang căm những cái... đúng rồi, để cho nó chín cái mồng tái, rửa lên miếng thịt bò để cho chín. Đang đang căm những cái pha nước nước rồi. Trang trí đồ ăn với nấu ăn luôn, cứ nhập hết đó. Được rồi em ơi, em cứ như là lũ miền Trung ra. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của mình là Phan Hùng đây. Anh tại đâu vậy? Em thấy ở đây có một cái khu ẩm thực nè. Đúng rồi, mà giờ đó mà giờ mình không biết đi ăn gì luôn. Thôi cứ đi rồi sẽ đến. Dạ đúng rồi em. Thôi chào bạn nha. Mới đi qua gặp. À, rồi bắt tay. Ủa bạn ở đâu vậy? Em sinh viên năm đầu. Mà mình đi ăn hay là sao? Hay là đi dạo. Em xem anh Hoài luôn á, mà giờ mới gặp anh luôn. Ồ, thật vậy ạ. Mà chụp tấm hình ha. Vâng. Mới chụp hình với fan xong rồi cả nhà ơi. Hình đẹp lắm. Bây giờ đi kiếm quán tiếp thôi. Ủa? Mino gì vậy anh? Đúng rồi, em mới mở chiếc nhẫn đó luôn. Phải, anh Tài. Nhưng đó không phải là món chính nha. Món chính là đây. Tên tên. Bây giờ tới cái quán đó để ăn khuya đúng không Tài? Đúng rồi mà. Nhưng mà ăn khuya quá thì bữa hự thì sao? Em không biết. Hỏi vô túi già mày. Túi già hả? Anh quán em vô là vào đâu đây? Gì? Anh quán em vào đâu? Chỉ cái shop trong tên của anh Tài á. Ừ. Nhưng mà thực chất là đây nó có một quán rất hấp dẫn. Anh quán khách, cho quán á hả? Đúng rồi. Wow. Vậy anh có món Vậy anh có món gì cho anh Tài quốc không? Món này có một cái tên rất đặc biệt, đó là quán này tên là O Thắm. Thanh niên này kéo này xuống rồi nó đứng nói chả nghe cái gì. Quán O Thắm tên là O Thắm. Đúng. Giống bài hát luôn. À. Cho Tài là cô Thắm không về. Cô Thắm không về hả? Có nhạc giật giống như cây cột điện của trước. Mà đây em thấy có món bún Thái á, cho nên em nghĩ chắc cô Thắm đi Thái luôn rồi, không về nữa. Mình đang có mặt ở địa chỉ số 705-707 Cách mạng tháng 8, quận Tân Bình nha cả nhà. Đây là một quán có món bún mắm, bún bò, bún giò và bún riêu. Bún Thái nữa, rất là nhiều món. Quán ngon lắm. Quán ngon á hả? Ồ. Được. Vô. Ây. Chào em. Chào anh. Em O Thắm là ai vậy em? Là thầy O Thắm là mẹ của em á. Vậy hả? Em là con trai lớn nhất của họ và... Hình như là O là cô đúng không? Dạ đúng rồi, O theo tiếng miền Trung là cô đó. Theo tiếng miền Trung. Mà anh nghe cái giọng em không có giọng miền Trung ta. Thật ra thì là em là sinh ra tại đây. À. Mẹ em là dân miền Trung mà lên đây sinh sống á. Em năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 21. 2K1. Ồ, 2K1 là 19. 2K1 là mới sinh viên năm 2 ha. Dạ đúng rồi, em mới sinh viên. Ồ, em học trường nào? Dạ em học trường Đại học Bách Khoa này. Ồ, Bách Khoa luôn, giỏi lắm á. Thì giờ mình tập trung vào món ăn nha. Đó, đây là những cái món ăn ở bên quán. Quán mình là bán ở đây được bao nhiêu lâu rồi em? Dạ là được 7 năm rồi đó. Được 7 năm. Anh nhớ hình như lúc trước mình không có cái mặt bằng này ha. Dạ đúng rồi. Lúc trước là thật ra là em bán vỉa hè á. Mình bán vỉa hè thôi. Nhưng mà bây giờ cơ hội nó đến thì à, cái mình... chỗ này thôi. Trước là một chỗ gọi là bán tiệm giày á. À. Nó mới sang quán. Tiệm giày. Đúng rồi. Bây giờ họ sang quán mình lấy lại mình bán. Dạ đúng rồi. Vậy thì mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ em? Bây giờ từ khi mà có cái chỗ mặt bằng này là em chính thức bán từ 24 giờ luôn. 24 giờ một ngày luôn. Dạ đúng rồi. Wow. Nếu vậy thì anh nghĩ là nấu đồ ăn cũng cực lắm em ha. Dạ đúng rồi, cực chứ. À. Nhưng mà em chia theo ca rồi sao anh? Chia theo ca. Dạ, kiểu sáng có 1 người, chiều có 1 người. À, bên kia là có rau để mà ăn bún mắm đúng không em? Dạ đúng rồi, bún Thái. Bún mắm, bún Thái. Bún riêu, bún bò. Còn đây là những món ăn nè. Đây ví dụ có tôm, mực, chả cua. Chả cua. Mấy món này là để ăn với bún Thái đúng không em? Thái, bún mắm cũng anh. Thái, quay là chung bún mắm cũng anh. Không quay bún mắm. Rồi với bò thì mình có bò bắp. Bò bắp. Và bò gân. Gân. Dạ, đúng rồi. Cái này là mẹ em là trước đây có nấu ăn hay cái gì ở ngoài miền Trung không? Dạ cái này mẹ em bảo là mẹ em học từ bún mắm, là mẹ em học từ bạn ở miền Tây.
đúng rồi, bún mắm là xuất phát miền Tây. Dạ đúng rồi, xong rồi cái người bạn đó cũng biết nấu bún bò, bún riêu này luôn. À, làm vậy anh hỏi hỏi vui cái. Dạ. Bún mắm mà em học ở miền Tây, còn bún Thái mà em học ở đâu? Cái này cho cháu phải qua Thái rồi. À, giỡn thôi ha. Thì một phần bún mình bên đây là sẽ có giá bao nhiêu em? À, bún Thái thì với tất cả món hải sản này nọ ở đây á thì sẽ có giá là 45 ngàn. 45 ngàn? Dạ, bằng giá bún tôm mắm luôn. Bún mắm cũng 45? Dạ đúng rồi. Wow. Đúng không? À, nè nè, có cái bảng giá này cả nhà. Bún bò 35, bún riêu 25. Ở đây chuyên về các loại bún. Ừ. Nhưng mà thường khách đến đây hay ăn món nào em? À, đến đây thì người ta, nếu như mà người ta thích ăn cái miếng cay á, chua chua nữa thì người ta sẽ ăn Thái. À. Thích ăn kiểu món là nó đậm đà vị, nó hơi mặn á thì ăn bún mắm. Là mắm của em là mắm cá linh chứ phải là mắm nêm. Đâu em cho anh coi được không? Cá linh ngon lắm á. Đây. Thơm quá nè. Cái này là thơm đúng không em? Thơm anh. Đó là thơm á. Còn này là xả. Và có cả mắm cá linh. Dạ đúng rồi, mắm cá linh là chỗ đây em nấu đó. Bún Thái đâu em? Ở đây là mọi người coi nè. Và cả nhà coi nè. Trời ơi. Cái mùi nè. Wow, cái mùi chua cay đặc trưng của bún Thái. Sôi sùng sục luôn. Ở đây nấu bằng máy. Còn bên đây là nồi vắt bún bò và bún riêu. Dạ, bún bò riêu để riêng à. Nước trùng thôi. À đó là nước trùng thôi. Wow, đầu tư quá trời luôn nè, ba cái nồi. Đó là những thông tin về món ăn. Thì bây giờ thôi em, anh nhờ em nè. Anh Tài lấy đồ. Đúng rồi. Anh nhờ em làm cho anh. Tại vì tô của em nè. Đây cái tô của em bán đúng không? Bún Thái là em bán tô nào? Trời ơi cái tô này to lắm nè. Cả nhà ơi thấy không? Nhưng mà sức của anh Tài thì chắc bây giờ đúng không? Tô này thì anh nghĩ chắc em làm 3 tô đi. Dạ. Cho anh 3 tô bún Thái vào đó đi. Rồi, à, nhưng mà cái này là một người ăn đó nha. Dạ. Cho nên em làm đúng khẩu phần thôi, em đừng có làm dư. Rau. Cái này mẹ em chỉ em nấu hả? Hay là em có kinh nghiệm? Em nhìn mẹ em rồi hiểu rồi em làm theo. Em nhìn em bắt trước theo. Ôi trời ơi, em có bồ chưa? Hay chà chà. Em tên gì ta? Nãy giờ anh quên hỏi tên. Xin lỗi em tên gì? Tên Quân. Bạn Quân. Đây bạn ăn trùng nè. Cái nồi nước trùng rất là khổng lồ. Cái kiến nó bị bốc hơi nữa. Không thấy được. Mới có rau thôi nha cả nhà. Cái này em trùng một phần đúng không? Một phần chứ cho nó dễ tính. Đúng rồi, đúng rồi. À. Trùng phần chứ nè. Trùng từng phần á. Từng phần. À, thanh niên tài xiếc nghe từng phần là mừng lắm. Chứ đã ba phần sợ cho thêm đúng không? Sợ cho thêm. Đây, một nè. Em cần mấy đồ vậy? Dạ, em cần 5 đồ. Hèn chi. Không, không, không đeo ký là không thấy đường. Khổ. Rồi, thứ hai. Lo lắng rồi đó. Thứ hai nha. Ồ, vô. Trời ơi, Tài ơi. Tiếp theo là đồ ăn đúng không? Đúng rồi, đó. Ba con. Đây là mực ống. Ba khoanh. Ủa mực dày ghê luôn. Một miếng rưỡi đúng không em? Dạ một miếng rưỡi. Ba tô. Một tô là nửa miếng. À, một tô là nửa miếng. Dạ. Ba tô là ba miếng. Bún Thái có ăn với giò không em? Dạ được ạ. Được đúng không? Dạ được. Bạn ăn với mấy giò nạc đi. Ờ lấy một khoanh giò nạc. Ờ lấy cái cục đi. Đây có thịt bò Thái. Ok. Tiếp theo là khoanh giò. Rồi giờ thêm cái gì? Anh nói gì? Ba khoanh giò. Được rồi, giò là thêm thôi đó Huynh. Rồi bây giờ tới nước lèo đi ha. Được rồi. Tài phải công phá với bánh cho công phẩm đó. Rồi. Là tổng cộng là một phần là 3 miếng cá viên. À một phần là 3 phần cá viên, 3 miếng cá viên. Mà trước giờ em có bao giờ làm một cái tô to như vậy chưa? Đây là lần đầu có thể. Đây là lần đầu à. Đây nó hơi rung một xíu. À. Cái gì đâu rung. Em lên clip này là nhiều bạn học bách khoa biết mặt em lắm á. Năm 2 rồi, năm 2 là cũng quen với trường lớp á. Để là miếng thịt bò để cho nó tái à? Đúng rồi. Để cho nó chín miếng bò tái. Để là miếng thịt bò để cho chín. Em đang canh những cái pha nước nước rồi. Đó, chín rồi đó. Rồi bây giờ là tưới đều. Tưới đều em cũng có hoa tây ghê nè.
trang trí đồ ăn với nấu ăn luôn, cứ nhập hết đó. Rồi được rồi em ơi, em tưởng như là lũ miền Trung ra nước sa tế đúng không? Không anh, cái này là nước màu mà em làm từ đẹp. Ok em ba luôn, em ba luôn hả? Chắc anh ngồi cái bàn này nè em, tại vì ở đây nó có tiếng nhạc cả nhà nên mình ngồi cái bàn bên đây. Rồi ok. A few moments later. Đến với quán bún O Thấm. Ở đây truy về các loại bún luôn cả nhà ơi. Bún Thái, bún mắm, bún bột, bún riêu và đặt món trực tuyến qua các app nè. Wow, quán này đầu tư ghê. Và đặc biệt một cái nha, là quán này bán 24/24. Thì bây giờ anh Tài sẵn sàng để chinh phục thử thách ở quán bún mắm O Thái chưa? Sẵn sàng. 3 2 1 action. Mời cả nhà nha. Đó, hay á. Nhớ rồi, nhớ rồi. Wow. Bún nhiều lắm á. Đảo rau lên nữa anh Tài. Nè, rau dưới mà. Trời ơi. Cái này có khác gì thử thách mà anh em mình hay thử thách đâu nhỉ? Trời ơi, y chang luôn á. Tại vì một tô ở đây là còn nhiều, rất là nhiều. Đúng rồi. Cái này mà 4 tô là ngang miệng luôn, hài lòng ha. Ở đây 45.000 một phần, rất là nhiều nha cả nhà. Ăn đi anh. Anh Lộc chuẩn bị chưa? Không đúng không? Tự tin hả anh? Tự tin hả? Không, hôm nay mới thấy đứng về phía anh Tài. Đúng rồi. Chắc là có vấn đề gì đây. Anh Điên này đang tính làm gì? Đói quá. Đang đói quá hả? Đói quá nên mong Tài ăn nhanh để quà ăn phá lấu á. Phá lấu đây nè. Trời ơi, thầy Lộc ơi. Phá lấu ngon lắm. Thầy Lộc ăn phá lấu hay là ăn đồ vặn? Phá lấu bò nha. Phải, nhìn ra ngựa. Nhìn ra ngựa không quá. Em nghĩ là đây chắc là chị đi. Mình cứ tôn trọng chị đi. Em nghĩ là chị sẽ xem clip này á. Là những pha ăn mạnh bạo và không chút gì gọi là do dự. Ăn đồ nướng mà mình không ăn nhanh là nó nở ra nữa. Nhưng mà giờ anh Tài ăn một miếng bún với một miếng rau vào rồi, anh Tài nhận xét thấy sao? Giống mắt là nó có vị cay rồi. Nó lại chua nó. Đúng là một cái mà của bún Thái luôn. Đặc trưng bún Thái không? Bún Thái. Bây giờ thì O Thấm đang ngủ. Tại vì O Thấm bán buổi sáng. Buổi tối thì bạn Quân học bách khoa nè. Bạn Quân bán. Bắt đầu anh nào bắt đầu. Bắt đầu luôn. anh mua bún mắm anh. Đến mua nhiều ghê á. Đây 2-3 anh luôn, có anh Ráp nữa. Tụi em hay đi quay mấy quán ăn đó mà. Nhưng mà tụi em đi quay á cũng có mấy anh nói là kíp đơn gì đó. Nói dạ. Anh vui anh. Anh vui. Cái này có 3 tô ở quán. Có 3 tô. Dạ, có 3 tô. Giống như 2 folio. Cái này chỉ có 3 tô. Ở trong đây mình thấy có món cá viên chiên. Có món mực. Mực này bỏ nguyên con ăn mới lạ. Mực ở đây một phần là chỉ có một phanh thôi. Đúng rồi. Còn nếu mà bỏ nguyên con thì em nói rồi. Để cho anh Lộc anh đó. Ở đây còn có chả cua nè cả nhà. Bên đây là có tôm và một phanh giò nè. Cá viên chiên nó không có bột. Không có bột hả? Nói chung là ngon. Ngon ha. Kiểu như sợi bún ở đây em thấy nó ngã màu luôn rồi. Từ màu trắng á qua thành màu hơi cam cam luôn rồi nè. Đúng rồi, tại vì là do cái nước lèo của bún Thái á. Đó. Dạ. Cây này thấy gần chết nào. Đúng rồi. Cây này đúng không? Mấy cái đồ đó. Trong vậy hết trơn. Công viên cây xanh xe mình lấy này thì phải xuống chỉnh sửa lại cây khác. Đúng rồi. Món này nọ lại cho nó tươi. Nhắc đến cái vỏ cây á thì ngày xưa lúc mà thời còn bao cấp á anh, là rất là thiếu thốn và ốm đói nên những người dân thường hay ra đường bóc vỏ cây và để làm củi á. Ghê không? Tại vì ngày xưa đâu có củi đâu, hiếm lắm, họ phải ra họ bóc trộm á nha, chứ không phải là bóc công khai nữa. Đâu ai cho bóc cây đâu. Bóc gì? Bóc lốt. Bóc lốt là bóc gì? Lốt xe. Lốt xe. Mực. Mực. Em biết mấy cái lốt xe mà xe tải là người ta làm mấy cái dép cho bộ đội. Đó. Dép cho bền. Người ta lấy cái dao cào người ta đẩy ở bên Củ Chi đúng không? Anh Điên Tài có vẻ như là bị lạc loài á.
kiểu như ngồi ăn mà suy nghĩ, hai thanh niên này nói ngoài lề quá, không tập trung mà nào. Lộc cứ vậy không à. Cho ăn đi anh này. Cái này là mình ổng hay cả nhà nó để mình ăn thử xem cái mùi vị nó như thế nào. Ok. Có dài không? Giòn. Giòn. Nó chắc sừng lắm. À. Không dai. Cắn là đứt. Đúng rồi, cắn là đứt. À. Cái vị cái độ dai vừa phải. Ừ. Hay á. Ô. Mọi người mình thấy bên quán pha lấu này á. Bán đông ghê luôn. Nè. Đó cả nhà, thấy không? Sao mà đông khách ghê nha. Chắc là do cô chủ xinh á. Cô chủ xinh và bán đồ ăn ngon nữa. Cho nên quán đông khách. Chúc mừng cô chủ. Dạ. Ô nãy nói anh no rồi mà. Nãy nói anh no rồi. Anh không ăn nước mắm đúng không? Nhưng mà pha lấu bò là ăn liền. Pha lấu bò hay là pha lấu người? Pha lấu ngựa. Ngựa phải ngựa bằng nha. Ngựa bằng mới chịu chứ ngựa bình thường là không chịu nha. Tôi gần hết rồi. Anh em Lộc rất là biết động viên những cái tô vậy mà kêu gần hết. Anh an ủi, anh cũng biết cái lừa lừa lúc anh an ủi. Phải động viên tài ngay lúc đầu chứ. Thôi nhưng mà mình thấy cay mà cả nhà. Cay đúng không? Cay. Bún thái thì nó phải cay đúng không? Mấy món thái thì nó hay cay. Nhưng mà gặp mình thích ăn cay. Mình cũng nhớ với lại em mình là đi ra nhau, chỉ có trong tay chỉ có một bỏ xin lọc là ăn cay ok thôi. Bởi vậy bây giờ anh em mình phải gọi là sao ta? Tập. Người ta gọi là có câu là đủ trend á. Đủ ớt. Hồi nãy á, ở bên đây có một cái túi shop. Những cái túi sách nè cả nhà. Thì mở nhạc. Nên mình rất sợ dính bản quyền. Nhưng mà may thay. Bây giờ thì họ tắt rồi. Không biết là họ có biết sự hiện diện của mình hay không. Anh Hoa đẹp mày. Có không? Em có thấy anh Hoa đâu. Tại vì hồi nãy cái lúc mà anh ngồi đây anh nhìn Hoa. Tại vì nè, lúc nãy á, nhạc nó tắt á, anh kêu ý họ tắt rồi kìa. Ý là anh còn ngạc nhiên nữa mà sao mà anh qua được. Anh nhìn qua thôi á hả, là họ biết là họ tắt hả, năng lượng luôn. Ôi con tôm mà cả nhà nhìn bên trong cái đầu đó kìa, nó không đen luôn á anh, gạch á. Mình như mấy này cả nhà dùng tay cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Sao là súp, gần cũng súp luôn. Mốt bỏ xin lọc mà vận động súp cứ hát bài đó thôi. Ô, ăn vỏ luôn. Hay. Tại vì vỏ tôm nó có nhiều canxi á. Ồ. Thật thơm, thơm mơ. Hay là có sự động viên to lớn của hay quá. Đến đây thôi, cả nhà cũng hiểu rồi. Đồng, sự động viên to lớn đó là gì? Một ai đó đấy. Hoành giò. Mấy cái hoành giò này là mình xin thêm nha. Đúng rồi, mà Bún Thái, Bún Thái là nó không có giò. Bún Thái chỉ có mấy món đặc trưng như là cái gì? Mực tôm rồi cá bin. Rồi bò tái này kia. Đó là những cái món đặc trưng đó nha cả nhà. Mà không mà ngon thiệt. Giờ quen rồi đó. Lúc trước anh Tài đâu có ăn giò với này kia đâu ha. Anh đi ăn quán này kia là mấy dùng mà mấy cái món ăn mà có xương này kia là ăn không ăn. Bây giờ ăn cảm thấy ngon là được rồi. Cho thêm hai cục nữa đi. Ôi là 5.000 nữa. Để cho mình đợi anh Lộc á. Này anh mình phải tải. Đúng rồi. Đừng có đúng rồi. Anh đợi đi. Anh không thể nào tin anh Lộc được đâu. Câu trước câu sau bóp nhau á. Ở đây á, do mình ngồi ngược sáng nên cái tô nó hơi bị tối. Mà ngồi quay đây thì sẽ thấy được cái không gian quán. Nếu mình qua bên góc bên kia thì thấy cái view đường, được cái mạng 8. Ui, bờ mái nó không có dài. Ok. Kiểu như người ta mới đưới nước vào thôi. Đúng rồi, anh có bị đập đà. Ừ. Cái nước này nè, nó thấm vô bò tái á. Ồ. Anh cũng cay nữa. Hút sâu. Hút sâu ngồi ngồi. Anh Lộc dễ gì. Không, em bị một lần thôi anh Lộc, em bị một lần thôi.
Wow, máu chưa? Hôm nay đúng là có động lực to lớn ha. Ăn mà đổ toát mồ hôi luôn nè cả nhà. Ghê thiệt. Cay, cay quá. Cay. Cái món này á mà mình ăn vào lúc mà trời đang mưa á. Tươi xanh, đúng không? Ấm lòng liền. Để cho cả nhà coi bên trong tô nè. Tài cũng ăn hết đồ ăn rồi, còn bún với rau thôi. Còn chả cua nè. Thanh niên là kiểu sướng trước khổ sau quá. Đúng rồi. Chứ thấy... không phải là khổ trước sướng sau. Thấy mới giàu, giàu. Tình nghe anh em mình nói chắc từ lắm. Lâu. Tiếp. Qua rồi. Đúng rồi. Đó bạn cú lê đúng không? Đúng rồi. Cú lê giờ thì đau lực cho tụi mình nốt rồi. Đúng rồi. Nhưng mà cũng sắp hết đồ ăn rồi. Mà em để ý thấy cái này hết đồ ăn là hết nước luôn đó. Anh phải xiết rồi. Anh lát có làm xiết đúng rồi, lát có làm xiết gì không? Có luôn. Có không? Có. Chắc là chồng mấy ghế lại đúng không? Đúng rồi. À. Chồng ghế lại biểu diễn nâng lên cao. Làm thành hình một cái bông bông. Nghe lạ chưa? Nghe lạ không? 16 ghế. Đó. 16 ghế là gom hết của quán luôn. Cả nhà đợi tới cuối nha, sẽ có tiếng một xiếc nha. Wow. Cái đầu tôm nhìn đã thiệt luôn á. Cho em coi cái. Còn không à? Còn một con không? Lát để mình quay cận cảnh cái đầu tôm cho. Tôm này chị nó tôm gì chị? Tôm bạc hả? Hết rồi, trong đây đâu còn gì đâu. Còn lại vài con bún. Anh Lộc, em thấy dạo gần đây anh Tài có vẻ lên đô á nha. Lên đô mà. Chứ anh nhớ cái lúc đầu không? Lúc đầu ăn là yếu. Mà giờ là mấy mất này anh Tài ăn một cái là xuống gần tới hết luôn nè. Ai rồi cũng khác luôn Tài. Dạ. Ồ. Ai rồi cũng khác nghe giống như thay đổi tính nết á. Chứ không phải là thay đổi bao tử. Ai rồi cũng khác, nghĩa là mình phải thay đổi. À. Thay đổi để trở thành một người khác. Đây là thay đổi để trở thành ấn tượng của các fan. Một lời giải thích rất là giải thích. Đến từ vị trí Võ Chí Lộc. Một vai giải thích rất là cục kền. A few minutes later. Đó, ngồi đây mới bắt được những cái nét hài hước từ Võ Chí Lộc. Ồ, ngồi cắn ống hút nữa. Cố lên. Phải cả cắn ống hút nữa. Đó, bây giờ anh Tài đang triệt tiêu rau nè. Nãy đầu clip á mình thấy em chụp cũng nhiều rau quá. Đúng rồi. Nhiều rau. Hình như em để ý thấy cái con tôm nào cái đầu nó cũng có nhiều gạch như vậy hết á. Cái này nè, cái lớp này nè, nhìn cứ tưởng là nó cứng nha cả nhà nhưng không đâu. Nó mềm lắm. Hả? À. Cho em luôn hả? Ừ. Ô. Tuyệt vời. Cảm ơn anh Tài nha. Này á. Chấm hả? Dạ, chấm luôn. Không, em nghĩ chắc nó đậm đà rồi đó. Ừ. Luôn đi. Mời cả nhà nha. Cũng may cho anh Tài á, hôm nay thanh niên này không ăn. Chứ không phải thanh niên mời em trước rồi. Thôi chạy rồi. À, phá vỡ kế hoạch của anh em nhà người ta. Cả nhà ơi, theo dõi trên kênh Funny Hùng Vlog nha. Sắp rồi, mình sẽ đăng một cái video trên kênh Funny Hùng Vlog. Có một cái mini game. Lấy những câu hỏi từ những cái clip mà mình đã quay. Dạ yeah. Có những cái tình tiết nào đặc biệt đó. Nếu mà ai nhớ thì cứ comment. What the hell? Cứ comment ngay và luôn. Còn nếu mà ai không nhớ thì có thể lục lại những clip cũ. 200.000 sub sẽ có một cái clip trên kênh Funny Hùng Vlog. Mini game tặng quà cho cả nhà. Ai không biết là 199 chưa ta? Rồi, 199 rồi. Wow, anh Tài nay ăn khỏe thiệt luôn á. Nãy giờ ăn không nghỉ luôn cả nhà. Muốn nghỉ mệt xíu không? Nghỉ mệt xíu đi. Còn từ từ hả? À. Cũng sắp hết rồi. Đó. Kiểu như cái nước này nó cũng ngon. 199. Nè. 199.000 nè nha. Cả nhà ơi, hãy cho mình một sub và một like đi. Một bình luận, một comment. Một bình luận, một chia sẻ.
clip này mới đăng rồi cũng được 18.000 rồi. Bung tim nào, bung tim nào. Cả nhà hãy ủng hộ cho clip của anh Tài Siết luôn nha. Và gần đây clip của anh Tài lên cũng nhiều á, cũng lên 60,000+ lượt xem trong vòng 3-4 ngày. Vậy cũng là một dấu hiệu đáng mừng. Anh Tài kể đi 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 quay ấy, đi ăn đúng không? Ăn đám cưới á, gặp người biết hả? Ăn phở chạy đồ. Đúng rồi, phở khổng lồ. Đâu, giá màu hồng đúng không? Ở đây bán nhiều dép ghê á. Hồi đó mà đi mưa là sẽ không có nắng nước đâu. Ok. Ăn chán luôn. Nghỉ mệt xíu. Ờ, nghỉ mệt chứ. Ok. One week later. Sau khoảng 5 phút nghỉ giải lao, anh Tài đã quay lại. Thanh niên nghỉ giải lao mà giống như là ăn xong rồi á, ngồi xỉa răng rồi uống nước lau miệng các kiểu. Tiếp nào, công nhận cái quán túi sách bên đây tốt bụng ghê. Lúc anh em mình quay thì họ tắt nhạc chứ không là ồn lắm, mọi người cũng biết rồi. Nghỉ đi, bây giờ người ta ngủ rồi chứ giờ ngủ ngoài công an á, công an xuống gọi điện công an xuống á, chung là đã liên lạc với công an đó. Mốt chắc mình phải chú ý hơn về cái phần ánh sáng. Đáng lẽ anh Tài phải ngồi ở ngoài mới đúng. Nói bây giờ anh Tài thử ra ngoài ngồi coi. Hy vọng có phát được khúc cuối. Không rồi. Ồ, bên kia nó có mấy cái đèn nữa. Nó rọi vào nó làm cho... Rọi vào. Nhưng mà nó có cái đèn để rọi xuống nè. Nên anh Tài cũng đỡ hơn được chút. Thôi đáng hết đi. Còn mấy phút cuối cho cả nhà coi quan cảnh đường đi trên Cách Mạng tháng 8. Xe nè. Giờ này nè thì Lộc. Ồ, cái xe này nó có máy lạnh nè. Chứng tỏ là nó chở hàng cấp đông. Lại có khách vào. Bán cái số từ Tân Phú tới đây. Ồ, anh biết thằng này nè. Biết. Ồ. Bán gì từ Nguyễn Minh Châu lên tới đây luôn. Nhờ đó luôn mà. À, là đi bán hết thành phố luôn. Nguyễn Minh Châu. Ồ. Phải. Đang quay YouTube á, là bà nhà coi YouTube là còn có mặt luôn á. Chú là bán số. Anh bán vé số hả? Dạ, các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh. Các quận huyện luôn. Cho số điện thoại đi, ai biết ai mua vé số gọi điện. Không rảnh đâu. Bây giờ ông mua giùm tôi tờ đi, ông ngồi ông nói hoài. Anh mua ra ủng hộ anh hoài. Đúng không? Dạ đó. Biết mặt không? Đi đâu đây nữa chứ. Chứ anh Lộc mua cho anh đi. Hay là anh mua đi em trả tiền. Anh thấy số đẹp. Đi bán như vậy mà được nhiều người người ta thương lắm á. Đúng rồi. Khoái thiệt mà. Sao có cần là make up lại không? Chạy keo vuốt tóc các kiểu. Cho đẹp trai đó. Có vợ rồi mà. À. Chưa luôn hả? Còn chưa có vợ luôn. Nghe hả? Chưa vợ luôn. Đang quản lên clip để có vợ luôn. Tên gì? Sai. Anh tên gì? Anh tên luôn hả? Không, anh tên Huỳnh Ly Bảo Sái. Huỳnh Ly Bảo Sái. Nghe cái giọng giống Hồng Dành luôn. Đúng không? À, anh người Hoa hả? Dạ, like hai thứ hả? Like hai thứ hả? Dịp Hoa. Thế hả? Đi xe hay đi bộ lên đây? Đi bộ. Đi bộ từ dưới đó lên đây. Sao vậy? Đi... Mỏi chân hả? Mòn dép luôn. Mòn dép. Trời ơi. Má đi bộ mòn dép luôn trơn. Bộ về tới đó. Bạn nói là nhậu. Lấy giùm em ba tờ. Đây giờ đi vòng vòng. Nè, bóp. Ở nơi đây. Thấy còn nhiều quá ha. Cái này bán cho ngày mai đúng không anh? Ngày mai. Mai anh có bán thêm không? Bán hết này nghỉ hả? 400. Trời ơi. Rồi đưa cái đó lên. Không. Không phải bỏ vô giùm em luôn. Còn có anh Tài. Lấy luôn hả? Ừ. Anh Tài 24 nữa nè. Ồ lấy luôn, ồ rồi lấy luôn đi. Đúng rồi, còn 4 tờ lấy luôn đi. Tối anh lên YouTube á, anh tìm Võ Sư Lộc. Gì à? Võ Sư Lộc. À, lại gặp ông này trên YouTube. Cung Hỷ Phát Trời. Ồ. Cung Hỷ Phát Trời. Xie xie. Thay thiên. Rồi. Rồi, chém gió đủ rồi. Rồi quất đi. Nãy giờ là anh Tài cũng đỡ đói rồi đó.
trai. Trời ơi, hôm nay toàn ăn thử thách hết sạch luôn nha cả nhà. Loại hại chưa? Hay quá. Chúc mừng anh Tài đã hoàn thành thử thách. Bây giờ là một tiết mục xiếc nha. Tiết mục xiếc này sẽ đặc biệt hơn. Cả nhà cùng chờ theo dõi nha. Sẽ có sự hỗ trợ của Võ Sư Lộc. Ghê. Cho mọi người coi không gian ở quán luôn. Và cái biểu cảm của những người ở quán khi mà thấy anh Tài làm xiếc. Tài xiếc, ủng hộ cho Tài xiếc một like và một đăng ký nhé cả nhà. Võ Sư Lộc đang kiểu như phấn khởi. Đi. Quay anh Tài. Nè 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 nè, đừng anh Lộc bỏ ra, anh Tài quỳ á. Ồ ghê, vẫn chưa lục nghề, có một bàn quay phim luôn. Rồi quá hay, sốt đó. Cả nhà thấy anh Tài làm xiếc hay không? Và vẫn còn rất là nhiều tiết mục khác đang chờ cả nhà nha. Những cái clip của anh Tài thì sẽ có cái tiết mục xiếc như vậy. Cả nhà cứ tiếp tục ủng hộ anh em mình nha. Thì tụi mình có một cái fanpage trên Facebook, như mọi người yêu mến như là muốn cập nhật các sự kiện, mini game hay event thì hãy like cho fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để ở phần mô tả. Và mọi người hãy đăng ký luôn cho cả kênh Funny Hùng Vlog. Đừng quên TikTok của Võ Sư Lộc và Funny Hùng 116 để theo dõi các động hàng ngày trong sống của tụi mình. Và sắp tới như các bạn có bất cứ thách nào để lại bình luận comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất làm biết cho mọi người thức nha. Ok, xin chào các bạn.